Xin chào các bạn đã tới với kênh Ngôn Tình Đêm Sau đây sẽ là tập tiếp theo của chuyện Ông bố bỉm sữa siêu cấp Trên kênh sẽ được đổi tên thành Thiếu gia thừa kế Trong khung giờ phát sóng thường ngày trên kênh sẽ tiếp tục phát các tập tiếp theo Các bạn nhớ đăng ký và ấn vào hình quả chuông Để nhận thông báo chuyện sớm nhất nhé Mời các bạn cùng lắng nghe phần tiếp chuyện Ông bố bỉm sữa siêu cấp Diễn đọc Mai Phương Được rồi, để Tiểu Trần suy nghĩ một lúc đi. Tiểu Trần, cháu đi bận việc trước đi, nhưng việc này cháu cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Còn ba tháng nữa là Tết, lúc lễ tổ dịp Tết, cháu phải về nhận tổ quy tông, bọn chú về trước đây. Thấy sắc mặt Lục Trần thay đổi hẳn, có ý định ra tay với Lục Minh, Lục Chi Hành vội vàng đứng dậy. Ông ta nói xong thì ép Lục Hạo và Lục Minh đi ra. Chú ba, tại sao không để cháu dạy cho thằng nhóc đó một trận? Cháu thấy thằng nhóc đó gợi đòn lắm ra khỏi biệt thự của Lục Trần, Lục Minh bực mình nói. Đây là địa bàn của nó, hơn nữa chú thấy hai người bên cạnh nó cũng là cao thủ võ học, không cẩn thận chúng ta sẽ chịu thiệt. Lục Chi Hành lắc đầu nói. Vậy chúng ta cứ thế bỏ cuộc à? Lục Minh không cam lòng nói. Bỏ cuộc. Lục Chi Hành mỉm cười, nói. Khoa học công nghệ di kỳ giờ là cái cây hái ra tiền, chậu châu báu, của cải của Lục Trần có thể ngang với quốc gia. Đào tốt lao mà nhà họ Lục chúng ta kiểm soát mấy năm nay kinh tế không khởi sắc, nếu lấy được của cải của Lục Trần, chắc chắn có thể khiến kinh tế đảo Tô Lao được cải thiện. Vậy chúng ta phải đợi đến Tết mới đến thật sao? Lục Minh không hiểu hỏi. Ừm, các cháu đừng khinh thường Lục Trần, bản lĩnh của nó lớn lắm đấy. Việc này chúng ta phải về lên kế hoạch cẩn thận, lúc năm mới, chắc chắn phải khiến nó ngoan ngoãn giao nộp khoa học công nghệ di kỳ, hôm nay chẳng qua chỉ là thăm dò nó chút thôi." Lục Chi Hành cười khẩy nói. Lục Minh và Lục Hạo nghe vậy gật đầu, trong mắt xẹt qua ánh sao. Sau khi ba người Lục Chi Hành đi, Lục Trần đến tìm ông Vân, kể lại việc hôm nay cho ông Vân. Phân tích của ông Vân cũng không khác suy đoán của anh. Nhà họ Lục chắc chắn là ghen tị, sau đó muốn nhắm vào khoa học công nghệ di kỳ của anh. Nhưng họ đều tin rằng, bố Lục Trần chắc chắn không biết việc này, đồng thời cũng sẽ không có vấn đề gì. Dù sao ông Vân biết Lục Chi Hành thực ra không hứng thú với vị trí gia chủ. Nếu ông ta hứng thú với vị trí gia chủ thì hơn 20 năm trước ông ta đã không rời khỏi gia tộc rồi. Nếu ông ta ở lại gia tộc thì với tài năng của ông ta chắc chắn sẽ là gia chủ. Nên họ đều cảm thấy Lục Thiên ở nhà họ Lục sẽ không có nguy hiểm gì hết. Sau khi xác định bố mình không bị sao, Lục Trần không để việc này trong lòng nữa. Còn về việc Lục Chi hành đến năm mới sẽ lại đến, vậy đợi khi nào họ đến nói sao? Dù sao anh nhận tổ quy tông cũng không sao, nhưng nếu nhà họ Lục nhắm vào khoa học công nghệ di kỳ thì anh chắc chắn sẽ không nhận nữa, cùng lắm thì từ giờ về sau cắt đứt mọi quan hệ với nhà họ Lục. Buổi triển lãm người máy thông minh y quy cực kỳ thành công, thu hút được hơn 400 thương nhân trong và ngoài nước đến tham dự. Tính năng, chất lượng và giá cả đều vượt xa những người máy thông minh khác trên thị trường. Hơn một nửa thương nhân bằng lòng đặt hàng ngay tại triển lãm. Nhưng mô hình của Lục Trần vẫn không đổi. Họ phụ trách ra sản phẩm mới, sau đó lại do các thành viên lớn trong Hiệp hội Thương nhân làm đại lý quảng cáo. Như vậy mặc dù kiếm ít tiền hơn nhiều, nhưng khoa học công nghệ di kỳ lúc này không phải cần tiền mà là muốn chói cả hiệp hội thương nhân vào mạng lưới thế lực quan hệ. Quan trọng là có thể thúc đẩy phát triển kinh tế cả Du Châu tốt hơn. Với việc khoa học công nghệ di kỳ lại đưa ra sản phẩm công nghệ đẳng cấp, người hưng phấn nhất không ai khác ngoài các thành viên lớn của hiệp hội thương nhân. Động cơ vạn năng mấy tháng trước đã khiến họ kiếm bội, hơn nữa sau này sẽ kiếm ngày càng nhiều, mà cái cây hái ra tiền mới đã ra rồi. Các thành viên của hiệp hội thương nhân lúc này cuối cùng cũng hiểu, việc Lục Trần xây dựng hiệp hội thương nhân này với họ mà nói là việc may mắn thế nào mà những thương nhân không tham gia hiệp hội đặc biệt là ba gia tộc lớn trương tả lưu đúng là thèm muốn chết nhưng họ đều có mối thù không nhỏ với lục trần đặc biệt là nhà họ tả họ đã chứng minh tả thanh thành chết trong tay lục trần không có khả năng hòa giải với lục trần nhìn khoa học công nghệ di kỳ không ngừng đưa ra sản phẩm công nghệ đẳng cấp nhìn hiệp hội thương nhân lục trần thành lập điên cuồng kiếm tiền họ đương nhiên ghen tị đến muốn nổ tung khoa học công nghệ di kỳ ngày càng lớn thực lực của Lục Trần cũng ngày càng cao, nhà họ tà bọn họ lại càng không có cơ hội trả thù. Còn cả nhà họ Vương, vốn họ có cơ hội tiến vào địa vị bốn gia tộc lớn, nhưng vì đắc tội Lục Trần, bị Lục Trần gài bẫy mấy lần không nói, lại còn khiến nhà họ Vương bọn họ hơn một năm qua thực lực ngày càng kém đi. Điều khiến họ tuyệt vọng hơn là họ nhiều lần xin gia nhập Hiệp hội Thương nhân, nhưng đều bị Lục Trần không nể tình từ chối. Mặc dù Lục Trần không nói thẳng là muốn chèn ép nhà họ Vương bọn họ, nhưng vô hình chung, Mọi thành viên của Hiệp hội Thương nhân thế mà đều không bằng lòng hợp tác với nhà họ Vương. Việc này khiến nhà họ Vương ngày càng ra rìa. Thực lực gia tộc cũng không ngừng bị các thành viên của Hiệp hội Thương nhân vượt qua. Có thể nói, cuộc sống của nhà họ Vương hiện giờ khá là khó khăn. Lục Trần không dìm chết nhà họ Vương luôn, chủ yếu là muốn để nhà họ Vương lại cho ngô lỗi trả thù. Ngô lỗi là bạn học tốt nhất của anh hồi đại học, cũng là một trong số ít người bạn thật lòng trước khi anh trỗi dậy ở Du Châu. Sau khi giao siêu thị cho ngô lỗi, ngô lỗi cũng không phụ sự kỳ vọng của anh hiện giờ 9 khu nội thành của du châu mỗi khu ít nhất đều đã mở một chi nhánh em vợ của lục trần lâm di giai và em họ của cô ta lần lượt làm quản lý của chi nhánh siêu thị tình hình phát triển tương lai cũng rất khả quan là chủ tịch hội đồng quản trị của chuỗi siêu thị ngô lỗi đã trở thành một trong những danh nhân của du châu một thời gian nữa chắc chắn có thể đích thân hủy diệt cả nhà họ vương vừa hết kỳ nghỉ quốc khánh lục trần đã đến hiệp hội thương nhân triệu tập tất cả các thành viên mở cuộc họp về việc quảng cáo người máy thông minh EQ. Sự ra đời của người máy thông minh EQ, đại biểu cho việc văn minh loài người lại bước một bước lớn về việc quảng cáo lần này, Lục Trần khá là coi trọng. Sau cuộc họp, Trần Sơ Nhiên, người đại diện nhà họ Trần tham dự cuộc họp tìm gặp riêng Lục Trần. Động cơ vạn năng ở Đông Doanh và Đế Quốc mờ có chút vấn đề, một số chính khách nước họ cực kỳ tẩy chay sản phẩm của chúng ta, ép rất nhiều doanh nhân nước họ phải hủy hợp đồng với chúng ta trần sư nhiên nói nhà họ trần của cô chủ yếu đại lý kênh nước ngoài việc bị áp chế tài đã không phải việc nhà họ trần của họ có thể giải quyết rồi giờ đã bắt đầu áp chế tài chúng ta rồi sao chẳng lẽ họ không muốn thị trường hoa hạ của chúng ta nữa lục trần cao mày hai nước đều là nước lớn về sản xuất xe hơi hoa hạ cũng là thị trường ô tô lớn nhất của họ hai nước này vì chút tư lợi tẩy chay khoa học công nghệ di kỳ của bọn anh đúng là hành động ngu xuẩn họ chắc không nghĩ nhiều vậy cũng không điều tra cẩn thận sức ảnh hưởng của động cơ vạn năng. Trần Sơ Nhiên đoán, "Ừm, um, tôi đến đông doanh gặp chính khách của họ xem thế nào rồi nói sau đi." Lục Trần nghĩ một lúc rồi nói, "Tôi đi cùng anh nhé." Trần Sơ Nhiên mong đợi nhìn Lục Trần. Lục Trần nghĩ một lúc, gật đầu nói, "Được, vậy cô đi đặt vé máy bay đi. Ngồi du thuyền đi đi, từ Trung Hải đến Nhật Bản cũng rất gần." Trần Sơ Nhiên vẻ mặt mong đợi nhìn Lục Trần, cô ta sinh ra ở Du Châu Bình thường rất hiếm khi được thấy biển, cô ta muốn nhân cơ hội này để tận hưởng không khí biển rộng một chút. Nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của Trần Sơ Nhiên, Lục Trần nhanh chóng đoán được ý muốn của Trần Sơ Nhiên nên gật đầu đồng ý. Ngay tức thì, Trần Sơ Nhiên đã đặt xong vé đi Trung Hải và cả du thuyền đi Nhật Bản, thời gian là chiều ngày mai. Đúng rồi, đội tự nghi dạo này thế nào rồi? Sau khi Trần Sơ Nhiên đặt vé xong, Lục Trần đột nhiên hỏi: "Dạo này anh ấy không có chú ý đến đội bóng?" đột nhiên nghĩ tới nên liền hỏi Trần Sư Nhiên tình hình. Sau khi Trần Sư Nhiên mua lại 40% cổ phần đội bóng, Lục Trần liền để cô trực tiếp phụ trách. Thành tích mùa giải này rất tốt. Đội tương nghi của chúng ta sau khi bảo toàn chiến thắng ở mùa giải trước thì đã mua thêm một vài cầu thủ tài năng xuất chúng. Mùa giải này đã chắc chắn nằm trong top 5 rồi. Đúng rồi, đội Trung Hải mà anh đã mua chắc chắn nằm ở vị trí thứ nhất đấy. Mùa giải này chưa từng thua trận nào, là đội bóng duy nhất toàn thắng trong mùa giải vô địch quốc gia này đó dẫn trước 8 điểm so với đội Hằng Đạt, đứng ở vị trí thứ hai, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì chức vô địch mùa giải này không thành vấn đề với đội Trung Hải. Trần Sơ Nhiên nói: "Còn các đội thanh thiếu niên thì sao? Xây dựng thế nào rồi?" Để thúc đẩy sự phát triển của bóng đá trong nước, Lục Trần biết phát triển các đội thanh thiếu niên là rất quan trọng, cho nên mới dặn dò cẩn thận Trần Sơ Nhiên. "Đã xây dựng xong rồi, cũng đã tìm được về rất nhiều các cầu thủ nhỏ tuổi có thiên phú." Có điều liên đoàn bóng đá nước ta chỉ tổ chức mỗi giải vô địch và giải ngoại hạng, đội bóng ít quá. Sự cạnh tranh để vào đá tại giải vô địch quốc gia của các cầu thủ này thực sự quá lớn, đây chính là nguyên nhân khiến rất nhiều phụ huynh không muốn cho con cái của họ đi đá bóng." Trần Sư Nhiên nói. Lời của Trần Sư Nhiên làm cho Lục Trần ngẩn người, đột nhiên có chút ngạc nhiên. Mới đầu khi anh ấy xây dựng quỹ bóng đá, mục đích là để cải thiện tình trạng của bóng đá trong nước xuất phát điểm tốt nhưng về phương diện bóng đá thì dù sao cũng chỉ là sở thích của anh ấy thôi nên không tìm hiểu sâu hiện trạng đúng thế nếu phụ huynh không thấy tương lai của các con thì ai sẽ cho con mình đi đá bóng chứ như vậy sẽ rất lãng phí thời gian học tập của con cái hơn nữa luyện tập bóng đá cũng rất dễ gặp chấn thương nếu như sau này không được thi đấu giải nhà nghề thì có bị chấn thương cũng phải tự mình đi chữa trị nếu điều kiện kinh tế kém một chút thì càng không thể gánh vác được chi phí điều trị chấn thương đắt đỏ Điều quan trọng nhất là chỉ tập luyện mà không có sát thi đấu thì cũng không thể nâng cao năng lực của các cầu thủ, như vậy thì việc bồi dưỡng nhân tài bóng đá cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi. Vậy thì tạo hy vọng cho các cầu thủ thanh thiếu niên mới và việc cốt yếu. Lục Trần gật đầu rồi đột nhiên nói, "Nhưng nước ta có ít đội bóng chuyên nghiệp như vậy, cạnh tranh vào các đội chuyên nghiệp đối với các cầu thủ là quá lớn, sẽ có nhiều người bỏ cuộc, trừ khi gia tăng thành lập các đội bóng." Nhưng việc này có thể không thực tế. Trần Sư Nhiên nói, "Đúng vậy, chính là thành lập thêm các đội bóng chuyên nghiệp. Lục Trần dựa người trên ghế sofa, rút ra một điếu thuốc hút, nhìn Trần Sơ Nhiên cười nói: nếu không phải Trần Sơ Nhiên nhắc đến thì anh ấy cũng không nghĩ đến việc này. Thành lập thêm các đội bóng chuyên nghiệp, liệu có làm xáo trộn tiết tấu của giải vô địch quốc gia không? Dù sao mọi người cũng đã quen với phương thức thi đấu này rồi. Đột nhiên cải cách quy mô lớn như vậy, e là liên đoàn bóng đá cũng rất khó thực hiện. Trần Sơ Nhiên nói: cô ta cũng là giám đốc quỹ bóng đá đã giao lưu nhiều lần với bên liên đoàn bóng đá rồi. Kỳ thực liên đoàn bóng đá cũng rất muốn thay đổi hiện trạng bóng đá hoa hạ, chỉ là bọn họ lực bất tòng tâm mà thôi. Có rất nhiều thứ không phải cứ có tiền là có thể giải quyết được. Không đâu, cái mà tôi bảo là gia tăng đội bóng chuyên nghiệp là muốn làm từ bên dưới giải ngoại hạng và giải vô địch quốc gia. Mỗi tỉnh sẽ tự thành lập giải vô địch cấp tỉnh. Chính là mỗi tỉnh đều tự thành lập nên giải đấu chuyên nghiệp của mình để mỗi thành phố đều phải có ít nhất một đội bóng chuyên nghiệp rồi cùng tham gia giải đấu vô địch toàn tỉnh và mỗi thành phố cấp tỉnh cũng như là quận huyện đều phải có các đội bóng nghiệp dư và giải đấu nghiệp dư cho từng lứa tuổi như vậy có thể hình thành được từ những đơn vị cấp khu vực cơ bản nhất cũng có những đội bóng dành có các lứa tuổi khác nhau có thể tổ chức giải đấu thường niên hoặc định kỳ theo quý như vậy thì có thể thúc đẩy hệ thống các giải đấu từ cấp cơ sở nhất đến cấp thành phố tỉnh khu vực và toàn quốc rồi có những giải đấu chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư từ dưới lên trên các khu vực các cấp độ khác nhau thì có thể thúc đẩy việc bồi dưỡng cầu thủ thanh thiếu niên của đội bóng các cấp, như vậy nền tảng bóng đá của Hoa Hạ sẽ không ngừng mở rộng. Sẽ có thể hình thành lên được hệ thống cơ chế phát triển lâu dài và hiệu quả. Lục Chân nhanh chóng mở đường, một chút đã nghĩ ngay ra được biện pháp giải quyết rồi. Nếu như thật sự thực hiện được ý tưởng này của anh ấy thì nền bóng đá Hoa Hạ thật sự có thể tạo nên được một cơ chế phát triển tuần hoàn rất tốt. Tương lai của nền bóng đá Hoa Hạ chắc chắn sẽ không ngừng xuất hiện những thiên tài xuất chúng. Một Hoa Hạ rộng lớn như vậy, hơn một tỷ dân số mà lẽ nào lại không thể chọn ra được 11 cầu thủ tốt nhất hay sao? Suy cho cùng là do các cầu thủ từ nhỏ đã không có điều kiện học tập rèn luyện tốt, nên mới dẫn đến việc rất nhiều các thiên tài bóng đá chân chính bị lãng phí mai một đi. Mắt Trần Sơ Nhiên sáng lên. Với sự tìm hiểu sâu xa của cô ta với dự án bóng đá trong mấy tháng qua thì cô ta thấy kế hoạch ý tưởng này của Lục Trần quá hoàn hảo. Nếu như thật sự có thể thực hiện được thì bóng đá hoa hạ sẽ không ngừng bay cao hơn. Chỉ là muốn thực hiện được ý tưởng này cũng có chút khó khăn phương án này của anh rất hoàn mỹ nhưng anh có nghĩ tới việc nếu không có nguồn kinh phí nhất định thì các đội bóng làm sao có thể vận hành được chứ chưa nói đến việc thi đấu bình thường ngày qua ngày trần sơ nhiên nói đúng vấn đề lớn nhất lục trần gật đầu kinh phí cho nhiều đội bóng như vậy chắc chắn là một con số khổng lồ rồi nếu chỉ dựa vào một mình anh ấy chắc chắn không đủ anh ấy giết một hơi thuốc đang nghĩa xem là sao mới có thể giải quyết được vấn đề này tôi có ý kiến này nếu như có thể thuyết phục được liên đoàn bóng đá thì phương án này của anh sẽ có tỷ lệ thành công lớn hơn rất nhiều trần sơ nhiên đột nhiên nói ồ cô nói thử xem lục trần gật đầu nhìn trần sơ nhiên thực lực của các cầu thủ chuyên nghiệp nước ta hiện tại vẫn chưa thực sự tốt nhưng lương và chế độ đãi ngộ của họ còn cao hơn cả những cầu thủ hạng a của các giải ngoại hạng ở châu âu đây rõ ràng là việc không tương xứng với năng lực của họ tôi thấy nên để mức lương và đãi ngộ của các cầu thủ chuyên nghiệp quốc gia ta tương đương với các nước nhật bản và cao ly thôi thậm chí còn phải thấp hơn bọn họ một chút như vậy thì có thể tiết kiệm được một khoản lớn để đầu tư vào các đội bóng rồi tiếp theo cũng có thể khiến nhiều cầu thủ tự nguyện đến các giải châu âu để rèn luyện cọ sát bản thân tôi nghe nói bởi vì tiền lương đi ra nước ngoài luyện tập ít hơn rất nhiều so với ở trong nước nên nhiều cầu thủ không muốn ra ngoài cọ sát phải biết rằng nền bóng đá châu âu thực sự rất mạnh chúng ta phải đến đó học tập rèn luyện. Hơn nữa nên kiến nghị toàn bộ thu nhập từ việc dự đoán kết quả bóng đá trừ đi chi phí quản lý thì tất cả đều sẽ để đầu tư cho các giải ở tỉnh. Và quỹ bóng đá của chúng ta cũng sẽ giúp đỡ một phần. Như vậy thì gần như có thể duy trì được việc vận hành các giải đấu cấp tỉnh rồi. Cuối cùng là mỗi đội bóng đều phải tự mình phát triển, thu hút được các nhà tài trợ. Quảng cáo đầu tư nhất định sẽ đủ để duy trì cho một đội bóng vận hành bình thường. Trần Sơ Nhiên đính đạc nói. Rất tốt, rất tốt. Chuyện này sau khi từ Nhật Bản về, cô đích thân đến tìm ban lãnh đạo liên đoàn bóng đá bàn bạc đi. Tôi tin nhất định bọn họ cũng sẽ đồng ý. Lục Trần liên tiếp gật đầu, rất tán thành phương án giải quyết này của Trần Sơ Nhiên. Chuyện bóng đá Lục Trần một lần nữa nói lại cụ thể với Trần Sơ Nhiên. Trần Sơ Nhiên nghe xong liền ghi nhớ lại, sau đó cho thêm cả quan điểm của cô ta vào. Chuẩn bị sau khi từ Nhật Bản về sẽ đến liên đoàn bóng đá bàn bạc chuyện này ý tưởng này của lục trần nếu như có thể thực hiện được thì đối với nền bóng đá hoa hạ mà nói tuyệt đối là một bước tiến chưa từng có trong lịch sử Thử tưởng tượng một chút nếu như mỗi giải đấu cấp tỉnh đều có đủ kinh phí các giải đấu đều có thể đều đạn ngày qua ngày năm qua năm tổ chức cùng với hy vọng có thể bước vào các giải đấu ngoại hạng hoặc giải vô địch quốc gia thì toàn quốc có thể hình thành được nền móng giải đấu và quần chúng yêu bóng đá giống như ở châu âu đến lúc đó muốn không để nền bóng đá hoa hạ bay cao cũng không được cho nên trần sương nhiên cũng rất kích động những khó khăn cơ bản cô ta đều đã nghĩ đến rồi sau đó nhiều lần so sánh rồi tìm phương án giải quyết thích hợp đương nhiên nếu liên đoàn bóng đá không thông qua thì lục trần cũng có kế hoạch của riêng mình phạm vi toàn quốc có thể anh ấy không làm được nhưng ba tỉnh tây nam thì anh ấy có đủ thực lực để tổ chức giải đấu liên ba tỉnh chỉ cần anh ấy có thể làm một người tiên phong mở đầu tốt thì phạm vi toàn quốc chắc chắn sẽ học tập theo có điều ngày mai bọn họ phải đi nhật bản để giải quyết vấn đề chế tài hôm nay chỉ có thể hoạch định lại ý tưởng này mà thôi Ngày hôm sau, Lục Trần và Trần Sư Nhiên đáp máy bay đến Trung Hải, thấy thời gian cũng không còn nhiều liền báo hứa thư đỉnh sắp xếp xe đưa bọn họ ra bến cảng luôn. Sau khi hai người lên du thuyền xong, một thiếu nữ nhìn theo bóng dáng của Lục Trần, rồi lại nhìn hình của Lục Trần trên tờ báo đang cầm trong tay sau đó cũng đi về hướng du thuyền. Chỉ là cô ta không có vé, nên đã bị nhân viên du thuyền đuổi xuống, nhưng cũng không ngăn cản được quyết tâm lên thuyền của thiếu nữ. Cô ta ngăn lại một người trung niên cũng đang lên du thuyền cuối cùng mua lại vé của người trung niên với giá cao gấp 10 lần. Sau đó đã thành công lên du thuyền. Đây là một du thuyền vô cùng xa hoa, trên thuyền không những có bể bơi, đài ngắm cảnh, băng tàu trên cùng còn có cả một sân đỗ máy bay, trên đó còn có một chiếc máy bay trực thăng đang đỗ. Du thuyền tổng cộng có 5 tầng, phòng ăn, phòng vui chơi, quầy bar, phòng ca nhạc, song bạc, cái gì cần có đều có, du khách muốn chơi gì cũng có thể chơi. Phòng của Lục Trần và Trần Sơ Nhiên ở tầng 3, hai phòng gần nhau bên trong bảy trí tương đương như khách sạn năm sao vô cùng xa xỉ sau khi lấy chìa khóa phòng trần sơ nhiên cất hành lý xong liền kéo lục trần cùng đi lên đài quan sát ngắm biển dù sao cũng không có việc gì nên lục trần gật đầu đồng ý lời mời của trần sơ nhiên cùng lên bong tàu ngắm biển bong tàu rất rộng khắp nơi du khách cũng đang đứng ngắm biển có người đứng một mình cũng có đôi có cặp thậm chí còn có một gia đình mấy người mọi người nếu không đang lấy máy ảnh ra để chụp biển thì cũng chụp ảnh cho nhau cười nói chơi đùa rất vui vẻ. Trần sơ nhiên cũng lấy chiếc máy ảnh đang đeo ở cổ ra chụp ảnh. Lục Trần đứng bên cạnh, anh ấy không có hứng thú lắm với bộ môn nhiếp ảnh này. Trần sơ nhiên hỏi gì thì anh ấy trả lời chứ cũng không chuyện trò gì. Hay là để tôi chụp cho anh một tấm nhé? Trần sơ nhiên đi đến bên cạnh Trần sơ nhiên cười nói, có gì hay đâu mà chụp? Lục Trần nhún vai nói, nhỏ mọn, nhiều người xin tiểu thư đây chụp cho bổn tiểu thư còn không muốn chụp cho ấy. Trần sơ nhiên lè lưỡi không quan tâm lục trần có đồng ý hay không liền giơ máy ảnh lên chụp lục trần lục trần cười cười cũng không để ý nữa đúng lúc này anh ấy đột nhiên cảm nhận được một cỗ sát ý nhàn nhạt truyền đến từ phía sau sát ý này lúc có lúc không giống như người đang có ý định ra tay dường như còn đang do dự vậy lục trần bỗng nhiên quay người lại liền nhìn thấy một thiếu nữ đang tiến về phía mình người thiếu nữ này ăn mặc đơn giản nhưng ngũ quan vô cùng thanh tú chỉ cần sửa một chút ít thì dung nhan hoàn toàn không thua kém trần sơ nhiên nhưng lại khiến cho lục trần có chút bất ngờ thoáng chốc cỗ sát ý kia lại biến mất rồi xin chào anh cũng đang đi nhật bản du lịch à tiêu tư hình đột nhiên thấy lục trần quay người lại nhìn mình thì trong lòng nhất thời có chút hoảng hốt ừ lục trần gật đầu cũng không nói gì trong lòng rất tò mò đối phương là người của ai anh ấy cũng đại khái đoán được cô gái này chắc chắn là cố ý đến đây vì anh ấy chỉ là anh ấy vẫn chưa biết đối phương sẽ dùng phương thức nào để đối phó với anh ấy thêm nữa là ai phái cô ta đến Em tên là Tiêu Tử Hinh, xin hỏi anh tên gì ạ? À? Tiêu Tử Hinh chấn an lại tinh thần hoảng loạn rồi nói. Lục Trần. Lục Trần lạnh lùng gật đầu. Thấy Lục Trần không có hứng thú nói chuyện với mình. Tiêu Tử Hinh bèn quay sang cười nói với Trần Sơ Nhiên. Chị gái, chị thật xinh đẹp. Chị với anh Lục Trần đúng là một đôi anh hùng mỹ nhân, hay là để em chụp cho hai người một tấm nhé? Em chụp ảnh đẹp lắm đó. Trần Sơ Nhiên nhớn mày, cảm thấy Tiêu Tử Hinh chắc chắn có vấn đề chỉ là vấn đề gì thì tạm thời cô ta chưa đoán ra được. có điều thấy tiêu tử hình nhầm lẫn về quan hệ giữa cô ta và lục trần thì khẽ nở nụ cười, còn không để cho lục trần giải thích liền trực tiếp cười nói, vậy cảm ơn em nhé, chỉ tên là trần sơ nhiên. cô ta nói rồi đưa máy ảnh cho tiêu tử hình, sau đó kéo lục trần lại gần mình, không cho lục trần cơ hội giải thích. lục trần nhún vai, cũng khó giải thích. chút ý tứ đó của trần sơ nhiên sao anh ấy lại không biết chứ? hai người đứng quay lưng lại với biển. Trần Sư Nhiên chủ động tạo vài dáng sau một lúc chụp ảnh Trần Sư Nhiên mới buông lục Trần ra. Có thể do biểu hiện của tiêu tử hình không có chút gì mờ ám nên Trần Sư Nhiên nhanh chóng tán gẫu cùng cô ta. Bởi vì trước đó tiêu tử hình đã từng để lộ sát ý với anh hơn nữa lục Trần cũng có thể nhìn ra tiêu tử hình là một võ giả cho nên anh ấy chỉ đứng một bên vừa ngắm biển vừa chú ý hành động của tiêu tử. Hình, anh ấy biết tiêu tử hình muốn ám sát anh ấy, chắc sẽ không bất cần để bại lộ thân phận với Trần Sơ Nhiên đâu. Nhìn biểu hiện của Tiêu Tử Hinh thì có thể thấy cô ta muốn kết bạn với hai người trước, đợi đến lúc anh ấy buông lòng cảnh giác rồi mới ra tay. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lục Trần lóe lên một sự nực cười. Anh cũng muốn xem Tiêu Tử Hinh sẽ đợi đến lúc nào mới hành động. Chả mấy mà đã chậm tối, du khách lần lượt trở về tàu để thưởng thức bữa tối yêu thích của mình. Ba người Lục Trần cũng đã vào đến phòng ăn buffet, sau khi chọn thức ăn xong thì chọn một bàn ngồi ăn. Lúc này hai người Nhật Bản ngồi trong một góc của phòng ăn đang nhìn Trần Sơ Nhiên và Tiêu Tử Hinh, trong mắt đột nhiên lóe lên vẻ nham hiểm. Rõ ràng dung mạo tuyệt sắc của hai người Trần Sơ Nhiên đã khiến chúng nảy lên ý đồ. Hai mỹ nữ hoa hạ kia phù hợp quá, nếu như đến công ty chúng ta chụp ảnh tuyệt đối sẽ nổi tiếng hơn cả Sora à ơi năm đó đấy. Một tên người Nhật đeo kính dùng tiếng Nhật Bản nói. Ừ, chắc chắn có thể đưa nền điện ảnh Nhật Bản chúng ta lần nữa đến thời kỳ đỉnh cao. Một tên người Nhật khác có thân hình hơi gầy gật đầu nói, trong mắt tràn ngập ý đồ dâm tà. Tôi có chút giao tình với Vương Cun ở song bạc, hay là tôi đến nhờ anh ta giúp đỡ đưa hai cô gái này về công ty chúng ta. Tên đeo kính nói có thể thử xem. Anh gọi điện cho Vương Cun tham dò ý kiến của anh ta trước. Nếu như thật sự có thể đưa hai mỹ nữ này về công ty chúng ta vậy thì hai người chúng ta nhất định sẽ kiếm được một mớ rồi. Tên đàn ông cao gầy gật đầu nói. Tên đàn ông đeo kính rút điện thoại ra gọi một hồi sau đó tắt điện thoại rồi ra dấu ok. Sau đó hai người liền đứng dậy đi về phía ba người lục trần. Xin hỏi ba về đây cũng đến du lịch à? Hai người ngồi xuống bên cạnh lục trần, khách sáo hỏi. Ừ, sao vậy? Lục trần nhìn hai vị khách không mời mà đến rồi lạnh nhạt nói. Ai ra? Chúng tôi là người ở xin trà, lần này đến Trung Hải du lịch đã cảm nhận được sự nhiệt tình của người hoa hạ các vị bây giờ các vị đến đất nước chúng tôi du lịch thì chúng tôi vừa hay có may mắn để có thể nồng nhiệt tiếp đón các vị tên đeo kính nhiệt tình nói lục trần nhìn hai người mặc dù cả hai người đều có biểu hiện rất tốt nhưng ánh mắt đã bán đứng hai gã lục trần cười nhạt trong lòng lập tức liền nhìn ra hai người này chắc chắn muốn mưu đồ chuyện gì đó anh ấy lơ lãng nhìn tiêu tử hình muốn xem xem có phải do tiêu tử hình sắp xếp không có điều nhìn thân sắc của tiêu tử hình thì không phát hiện ra bất cứ điểm khác thường nào xin trà của các anh có những địa điểm du lịch vui chơi nào vui vậy trần sơ nhiên nhìn hai người là người xin trà nên tò mò hỏi nhiều lắm có miếu thổ thần có công viên mạch núi lửa khu vui chơi hải dương học v v ngày mai đến xin trà chúng tôi có thể làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho các vị tên đàn ông hơi gầy mắt sáng lên nhiệt tình nói chúng tôi sao có thể làm phiền các anh được trần sơ nhiên lắc đầu cô ấy căn bản không phải đến để du lịch chỉ là thuận miệng nên nói đại vậy thôi không cần khách sao người xin trả chúng tôi rất hiếu khách. Tên gầy gò cười nói. Đúng rồi, dưới tầng phụ một có rất nhiều tiết mục biểu diễn hay, hay là lát nữa chúng ta cùng đi xem được không? Tên đeo kính gợi ý nói. Có những tiết mục ca nhạc gì vậy? Trần Sư Nhiên tò mò hỏi. Cô ấy có chút dao động, bây giờ mới có 8 giờ tối, đi ngủ thì vẫn còn quá sớm, quay về phòng thì cũng chán. Vừa hay có cơ hội được đi riêng với Lục Trần, cô ấy phải tranh thủ đi chơi nhiều hơn. Có nhảy hát, có siếc thú nhưng trò náo nhiệt nhất vẫn là trò chơi bài florida hay là chúng ta đi xem thử nhé tôi cam đoan các vị chơi xong sẽ không muốn về phòng ngủ cho mà xem trên đeo kính nhìn thấy ba người đã ăn xong rồi liền nói trần sư nhiên vốn dĩ không có hứng thú với những trò này nhưng nếu như có thể cùng đi chơi với lục trần thì ý nghĩa lại khác rồi cho nên cô ấy nhìn lục trần lục trần biết hai người nhật bản này có ý đồ xấu nhưng anh ấy cũng không bận tâm bây giờ về phòng cũng không ngủ được nên liền gật đầu nói vậy chúng ta thử đi xem sao hai tay người nhật bản không ngờ ba người này lại dễ dàng cắn câu như vậy trong lòng rất vui mừng cảm giác tỷ lệ thành công của việc này tương đối cao liền vội vàng đứng dậy dẫn đường cho ba người tới tầng phụ một tầng phụ một của du thuyền rất rộng cả đại sảnh có đến mấy chục bàn đánh bài mỗi bàn đều ngồi kín các du khách có người chơi poker, cơ có người chơi bài ba lá hoa hạ có người chơi đổ xúc sắc mọi người cũng đổi một ít thẻ để đánh bài đi tiện chơi vài trò nếu thua thì coi như chơi cho vui, thắng thì cũng được một chút. Tên đeo kính nhìn ba người lục trần nói, sau đó hắn đi đến quầy đổi phỉnh, đổi 100.000 tệ tiền phỉnh. Trần Sơ Nhiên và Tiêu Tử Hinh đều lắc đầu giải ý họ chỉ đến xem cho vui thôi. Nếu như đã đến rồi thì chơi vài ván đi. Lục Trần cười rồi đi đổi 100.000 phỉnh đánh bài. Hai tay người Nhật kia đã nhiệt tình dù họ đến sòng bạc như vậy thì rõ ràng là muốn tiêu thật nhiều tiền của anh ấy rồi. Nhưng đối với việc đánh bài, ngay đến anh ấy cũng phải nể phục chính bản thân mình rồi nên đương nhiên sẽ không sợ quỷ kế của mấy tay người Nhật kia. Chơi ở đại sành này thì không có gì vui cả. Chúng ta đến phòng riêng chơi đi. Tên đeo kính nhìn thấy Lục Trần đi đổi thẻ liền cười nói. Cũng được. Lục Trần gật đầu rồi theo hai tay người Nhật đi vào phòng riêng. Phòng riêng cũng rất rộng, bài trí rất hảo nhoáng. Lúc mấy người bước vào, chỉ có một chiếc bàn rất to đã có khoảng 5, 6 người ngồi, đang chơi xúc sắc, dường như đang đoán lớn nhỏ. Vương Cun, hai người Nhật Bản gật đầu chào hỏi với một người đàn ông trung niên. Trên mặt của người trung niên có một vết sẹo trông khá là dữ tợn. "Là bọn họ à, ngồi xuống chơi vài ván đi." Người đàn ông mặt sẹo nhìn hai người Nhật Bản rồi quét mắt nhìn một lượt Trần Sơ Nhiên và Tiêu Tử Hinh, nhanh chóng hiện lên vẻ dâm tà trong ánh mắt. Rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn được gặp một mỹ nữ tuyệt sắc giai nhân như Trần Sơ Nhiên. Du Châu là nơi sản sinh ra rất nhiều mỹ nữ từ xưa đến nay. Hơn nữa Trần Sơ Nhiên cũng là mỹ nhân hàng đầu ở Du Châu, cũng khó trách tên mặt sẹo lại dấy lên tàn niệm như vậy. Mau mời ngồi. Tên đeo kính rất nhiệt tình tiếp đón mời ba người lục trần ngồi, sau đó hai người cũng lần người ngồi xuống cạnh ba người lục trần. iuki Đại Cun, ba vị này là bạn của anh sao? Không giới thiệu với chúng tôi sao? Tên mặt sẹo nhìn ba người lục trần trong lòng nghĩ hai mỹ nữ này quá xinh đẹp, nếu chỉ để đi chụp ảnh thôi thì quá lãng phí. Ai dô, vương cun không nói, tôi cũng quên mất đấy tôi tên là iuki đại kawa không biết phải gọi ba vị thế nào tên đeo kính cười ngại ngùng hỏi lục trần hai người họ là bạn của tôi lục trần gật đầu không có ý định giới thiệu trần sơ nhiên và tiêu tử hình bởi vì anh ấy thấy không cần thiết ha ha rất vui khi được làm quen với ba vị nam thanh nữ tú tôi tên là vương chân đây đều là bạn của tôi chúng tôi cũng đến xin trà du lịch buổi tối buồn chán nên mọi người cùng chơi vài ván chứ tên mặt sẹo nhìn lục trần cười nói được thôi đêm dài đằng đẵng không tìm mấy trò vui vui giết thời gian thì cũng hơi vô vị lục trần cười như không cười nhìn tên mặt sẹo ha ha xem ra người anh em này cũng là người biết chơi vậy họ vương tôi đêm nay xin được hầu người anh em chơi hết mình mọi người thích chơi gì vương Trần cũng cười nói chơi trò xúc sắc ban nãy các anh đang chơi đi lục trần nói đoán lớn nhỏ hay đoán con số đây vương chân hỏi ba quân xúc sắc vang lên đúng 18 tiếng, nhỏ nhất là 3 điểm. Tổng điểm của ba quân xúc sắc cộng với nhau không quá 9 điểm, như vậy là lớn, dưới 9 điểm là nhỏ. Nếu như ba con sáu thì là con báo, nhà cái sẽ thông sát. Lớn nhỏ cược như thế nào, cược điểm thì cược thế nào. Lục chân dường dưng nhìn vương chân. Lớn nhỏ một đền hai, điểm số một đền 10. Vương chân nhìn lục trần vẻ mặt cũng thể hiện biểu cảm cười như không cười. Vậy thì chơi đoán điểm đi, kích thích một chút. Lục Trần nhướng mày khẽ cười nói. Đám tên mặt sẹo sáng cả mắt, trong lòng cười thầm. Được, khởi điểm 100 ngàn thế nào? Nếu như người an hem lục thấy nhiều thì đổi thành 10 ngàn. Vương chân không nắm chắc ba người lục trần có bao nhiêu của cải, nhìn bên ngoài thì thấy ba người đều chỉ là những người bình thường, nhưng sự trầm tĩnh của lục trần lại làm hắn không chắc chắn lắm. Bình thường những người dám chơi đoán điểm thì đều không phải tay mơ, đều là những người chơi bài bạc chân chính, nếu không ai dám chơi như vậy chứ. Nhưng biểu cảm của Lục Trần quá bình tĩnh. Hắn ta không thể nhìn ta được tâm tình của Lục Trần. Thấp nhất 100 ngàn. Lục Trần dường dưng nói. Được, người anh em Lục thật sảng khoái. Vương chân cười rồi lấy ra ba con xúc sắc cho vào ống lắc. Tiếng kêu loảng xoảng vang lên. Tay nghề trông vô cùng thành thục. Thậm chí miệng của ống lắc luôn trúc xuống phía dưới. Vừa nhìn đã biết là một cao thủ xúc sắc. Người anh em Lục, đoán đi. Vương chân nói một tiếng rồi úp ống lắc xuống mặt bàn khuôn mặt cười như không cười nhìn lục trần, lục trần nhìn ống lắc, không đưa ra đáp án ngay. bộ dạng trần chứ không ngừng. mọi người đều có vẻ buồn cười. bọn họ đã nhìn ra lục trần không phải tay cờ bạc xịn, rất có khả năng chỉ là mấy tay công tử thích thể hiện trước mặt mỹ nữ mà thôi. đặc biệt là tên yêu kỳ đại qua và đồng bọn của hắn trong lòng lại càng mừng thầm. đợi đến lúc lục trần thua sạch thì bọn họ sẽ hào phóng cho anh ấy mượn tiền. đến lúc đó làm sao có thể thoát được sự bài trí của bọn họ chứ? mười ba điểm tôi đoán là 13 ba điểm lục trần lưỡng lực khoảng hơn 10 giây mới do dự nói ra người ăn em lục chắc chắn là 13 ba điểm sao vương chân nhìn lục trần chắc chắc chắn lục trần có vẻ không chắc chắn lắm gật đầu nhìn bộ dạng của lục trần mọi người không còn nghi ngờ gì nữa được vậy tôi mở ra nhé vương chân đặt tay lên ống lắc từ từ mở ống lắc ra cười nói hy vọng người anh em lục may mắn vương chân còn chưa nói xong đã đờ người ra chỉ nhìn ba con xúc sắc lần lượt nằm ở ba điểm, năm điểm và năm điểm, cộng hết lại vừa đúng 13 điểm. Vẻ mặt của mọi người đều không thể ngờ được, ngay ván đầu tiên đã bị Lục Trần đoán chúng, lẽ nào tên này thật sự có vận may bên mình sao? Thế mà cũng đoán chúng ngay lần đầu được. Nếu như không phải là quá may mắn thì sao có thể một lần đoán chúng được luôn như vậy? Có điều mọi người nghĩ cũng thấy buồn cười, tay này nhìn thì có vẻ như người mới chơi. Có thể đoán chúng cũng chỉ là do ăn may mà thôi cái gì mà vận may tại thân chứ? Đối với những tay cờ bạc chân chính mà nói, bọn họ vốn không tin vào thứ gọi là vận may mở ảo hư vô này. Bọn họ chỉ tin vào kỹ thuật của bản thân thôi. a à, Lục Trần, anh thật lợi hại, ngay ván đầu đã đoán chúng rồi, đúng là 13 điểm rồi. Trần Sư Nhiên vui mừng nói, trông có vẻ rất phấn khích. Cô không nghĩ xem tôi là ai sao, tôi chính là thần cờ bạc số 1 ở Du Châu đó. Lục Trần lắc lắc đầu, trông bộ dạng rất tấu hài nhìn Lục Trần như vậy. Trong lòng mọi người ngược lại lại thờ phào một hơi nhẹ nhõm. Nếu như Lục Trần thể hiện bộ dạng bình tĩnh khiêm tốn thì bọn họ lại vẫn nghi ngờ liệu Lục Trần có phải là tay cờ bạc xịn hay không. Liệu có phải ở đây giả heo ăn hồ hay không. Ha ha, xem ra người anh em Lục đúng là một người có vận may bên mình đó, nào chúng ta tiếp tục. Vương chân sau khi ngây người ra thì cảm thấy tên này đúng thật sự chó ngắt phải rồi, lỡ ngớ lại ăn may chúng ngay được một số. Vương Trần đẩy 900.000 thẻ bài đến trước mặt Lục Trần rồi tiếp tục lắc xúc sắc. Ngay ở ván đầu tiên hắn đã thua 900.000 rồi, đúng là thua đau rồi. Có điều hắn tin Lục Trần nhất định chỉ là do mèo mù với phải cá rán mà thôi. Ván này Lục huynh đệ đặt bao nhiêu? Vương Trần vừa lắc xúc sắc vừa hỏi. Ván vừa rồi hắn đã thua 900.000 rồi. Ván này đương nhiên hy vọng ván này Lục Trần sẽ đặt nhiều hơn một chút. Nếu không hắn phải thắng liên tiếp 9 ván thì mới thu hồi được vốn. Một triệu, vào hết đi hôm nay tôi đã xem tử vi rồi phát hiện tối nay mình có vận may rất lớn. Lục Trần cười ha ha nói. Ái già, hóa ra người an hem Lục là một cao thủ xem tướng à. Có cơ hội nhờ anh xem giúp tôi thế nào nhé. Vương Trần cũng cười phụ họa nói. Hắn hy vọng Lục Trần tăng tiền lên. Nếu không cứ chơi một ván 100 000 thì thật lãng phí thời gian của hắn. Hơn nữa nếu như lần này cũng bị Lục Trần đoán chúng thì có chơi cả nửa ngày hắn cũng chưa kiếm lại được. Đây chính là ưu và khuyết điểm khi chơi đoán số. Cơ hội đoán chúng của người chơi là quá thấp, nhưng nếu người chơi mà may mắn thì nhà cái sẽ phải khóc dòng mà bồi tiền. Lần này đoán mấy điểm. Vương chân vừa hạ cái rụp một tiếng ống xúc sắc xuống bàn, ánh mắt nhìn chằm chằm lục trần Ư ừ, vừa nãy tôi vừa đoán số lớn, cho nên ván này tôi thấy tỷ lệ số nhỏ sẽ cao hơn chút. Nếu như anh lắc ba con xúc sắc thành một con thì phạm vi chỉ từ 3 đến 7 điểm. Con người tôi có chút thích cực đoạn nên tôi đoán ván này nếu không phải là ba thì sẽ là 7 điểm. Lục Trần nghiêm túc phân tích. Mọi người nhìn dáng vẻ nghiêm chỉnh của Lục Trần lúc này đều có chút buồn cười. Kiều đoán số này chính là đoán mò, tên tiểu tử này đúng là tự coi mình là thần bài rồi. Vậy thì anh đoán 3 điểm hay 7 điểm đây? Vương Chân cười mà như không cười nhìn Lục Trần, ván này hắn nhất định phải mang chiến thắng về. Tôi đoán 7 điểm đi. A à, từ từ, tôi, tôi có thể thay đổi không? Lục Trần đột nhiên bày ra bộ dạng do dự. Ha ha, đương nhiên không được rồi. Vương chân nhìn thấy lục trần do dự thì trong lòng nghĩ tên này đúng là đoán mò, thế nên hắn cười rồi từ từ mở con lắc ra. Chỉ là khi hắn nhìn vào những quân xúc sắc trên mặt bàn thì nụ cười biến mất trong nháy mắt, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Ba con xúc sắc trên bàn lần lượt một điểm, hai điểm và bốn điểm. Tổng cộng chính là bảy điểm. Đám người yêu kỳ đại Kawa chết đứng cả người. Không ngờ lại đúng là bảy điểm. Anh ấy lại đoán chúng bảy điểm. A, à, anh Lục Trần, anh thật giỏi quá lại đoán chúng rồi, lần này có thể thắng được 9 triệu, ôi mẹ ơi. Tiêu Từ Hinh nắm lấy cánh tay của Trần Sơ Nhiên, biểu cảm vô cùng kích động lẫn vui mừng. Lục Trần liếc mắt nhìn biểu cảm của cô ta, trong lòng cũng thầm khâm phục khả năng diễn xuất của cô ta thật sự quá tài tình. Đây là sát thủ diễn viên sao? Ha ha, tôi đã nói rồi, tôi là thần bài số 1 ở Du Châu mà, cũng chỉ là trò đoán xuất sắc thôi mà, từ 3 tuổi tôi đã biết chơi rồi. Lục Trần cười ha ha, bộ dạng rất khoa trương nói. Trần Sơ Nhiên mặc dù biết Lục Trần đang chém gió, nhưng Lục Trần liên tiếp đoán chúng hai ván liền nên trong mắt cố vẫn là lộ ra vẻ sùng bái anh ấy. Mẹ kiếp mày gian lận à? Đúng lúc Trần Sơ Nhiên và Tiêu Tử Hinh đang vui mừng vô cùng, thì Vương Trần đập mạnh một phát xuống mặt bàn, sau đó đứng bật dậy ánh mắt vô cùng tức giận nhìn Lục Trần. Vài tên đàn ông cao lớn thô kệch khác cũng đứng lên, vẻ mặt hung dữ nhìn Lục Trần. Biểu hiện này chính là có ý một lời không hợp nữa thì sẽ phải động thủ. Nhưng điều khiến đám người Vương Chân nghi ngờ là cho dù là Lục Trần hay là hai mỹ nữ Trần Sơ Nhiên và Tiêu Tử Hinh đều không hề bất ngờ hay sợ hãi trước tiếng hét vô cùng giận dữ của hắn. Thậm chí vẻ mặt của cả ba người đều không có bất cứ biểu cảm thay đổi gì. Mẹ kiếp mày gian lận. Lúc Vương Chân gào lên câu này, ba người Lục Trần đều không có phản ứng gì. Nhưng Tiêu Tử Hinh nhanh chóng tỏ ra bộ dạng lo lắng hoảng sợ. Mặc dù cô ta diễn rất tốt, chỉ mất có nửa giây thôi là đã phản ứng lại rồi nhưng lục trần vẫn quan sát được toàn bộ quá trình thay đổi biểu cảm của cô ta trong lòng lục trần vụt lên một tiếng cười lạnh rồi nhìn sang vương chân anh bị mù à xúc sắc là do anh đồ mà chúng tôi gian lận kiểu gì lục trần còn chưa nói gì thì trần sơ nhiên đã lên tiếng mặc dù cô ta không hiểu quy luật của ván cược nhưng cô ta biết trong tình huống này lục trần không thể ăn gian được có ăn gian thì phải là nhà cái tiểu thư à hơi đanh đá đấy anh chân chúng tôi nói các cô gian lận chính là các cô gian lận ở đây anh chân nói sao thì là như vậy. Một tên to con mặt mày giữ tợn cười gian ác giơ tay ra định chiêu gẹo Trần Sơ Nhiên. Cút! Trần Sơ Nhiên từ nhỏ đã theo ông nội cô ta học võ, tuy rằng chưa thể so với các sư phụ võ đạo chân chính, nhưng đối phó với mấy tên lưu manh đần độ này thì thừa sức. Chỉ thấy cô ta túm lấy tay của tên to con mặt giữ tợn đó, dùng lực xoay một cái, tên to con đó gái một tiếng, toàn thân mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Á à đồ, tiểu thư này lại là con nhà võ à? Mọi người kinh ngạc, lần lượt rút súng ra chĩa về phía ba người lục trần cả căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng lúc này trần sơ nhiên cũng hơi hoảng còn tiêu tử hình thì hoảng thật sự súng mà cái này mới chỉ nhìn thấy trên phim thôi đừng nói là trần sơ nhiên khoảng cách gần thế này đến cả tiêu tử hình cũng không dám đảm bảo bản thân có thể tránh được đạn mẹ nó cô gào lên nữa đi một tên to con giữ tợn cười con mẹ mày ở địa bàn của bố mày mà cũng dám cản quấy à hôm nay bố mày sẽ cho hai chị em chúng mày biết sự lợi hại vương chân cười lớn anh chân hai người một lúc à anh cân nổi không một tên to con cười mẹ tiếp hai thằng nhóc bay xem thường tao quá đấy bố mày chiến ba ngày ba đêm còn được nữa là vương chân cười ha ha trong tay mọi người có súng thật ba người lục trần trong mắt bọn họ hoàn toàn trở thành mấy con dê đang chờ bị làm thịt vẻ mặt không kiêng nề gì nhưng trong giấy phút đó mặt lục trần tối sầm lại chỉ thấy trong mắt anh lóe lên một vẻ lạnh lùng, anh xoay mạnh người 180 độ, né ra khỏi miệng súng của tên to con đứng gần anh nhất, một giây sau, trực tiếp đoạt lấy cây súng trong tay hắn. "Mẹ mày, mày muốn chết à?" Đám người Vương Chân thấy vậy lần lượt nổ súng, nhưng Lục Trần nhanh hơn bọn họ, chỉ có Vương Chân là kịp nổ một phát súng. Còn những người khác chưa kịp nổ súng thì cổ tay đều lần lượt bị trúng đạn, súng trong tay rơi luôn xuống đất. Nhưng Vương Chân cũng chỉ nổ được một phát súng rồi không có lần thứ hai nữa. Cổ tay mà hắn cầm súng cũng bị một viên đạn găm vào. Mấy người đều đau đớn nắm lấy cổ tay bị đạn bắn vào. Ánh mắt nhìn Lục Trần đầy sự sợ hãi. Tốc độc, kỹ thuật bắn súng, sự quyết đoán. Cái nào cũng là trình độ đỉnh cao, đúng là một cường giả bọn chúng chưa từng gặp. Trần Sư Nhiên cuối cùng cũng thở phào, ánh mắt nhìn Lục Trần lộ rõ sự yêu thích. Còn Tiêu Từ Hinh nhìn Lục Trần, ánh mắt nhìn Lục Trần có đôi chút mập mờ, thực lực của anh khiến cô ta hơi bất ngờ ioki đại kawa và đồng nghiệp ngơ ngác giây phút này bọn họ mới phát hiện ra không phải là ba người lục trần dễ cắn câu mà là người ta chẳng cần phải đề phòng bọn họ ban nãy mày nói ai gian lận lục trần chĩa súng vào đầu vương chân lạnh lùng hỏi đại 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 ca là là tôi à không không ai gian lận cả vương chân nhìn lục trần run như cầy giấy lắp bắp nói hiển nhiên hắn là một người cực kỳ sợ chết nếu đã không có ai gian lận vậy tiếp tục đi Lục Trần bình thản nói. Đại ca, anh tha cho tôi đi. Tôi sai rồi, không nên có ý đồ với hai vị tiểu thư này. Tôi đáng chết. Vương Trân sợ đến mực quỳ xuống, sau đó tự vả vào, vào miệng hai cái. Hắn làm sao còn dám cược chứ? Trong chốc lát đã thua mất 9 triệu. Hắn lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Cho dù hắn có ngốc cũng nhìn ra được. Lục Trần không phải dựa vào may mắn, mà chắc chắn là gian lận. Chỉ là hắn không có chứng cứ mà thôi. Mà lúc này tay của bọn hắn cũng bị thương hết rồi máu tươi vẫn còn đang chảy ra, tâm trí đâu mà chơi tiếp nữa. Thế hai anh thì sao? Nếu đã cao hứng mời chúng tôi đến đây chơi, đương nhiên phải chơi với chúng tôi đến cùng chứ. Lục Trần quay đầu lại nhìn Ioki Đại Kawa và đồng nghiệp của hắn, cười mà như không cười. Ban đầu anh đã biết là hai tên đông doanh này không có ý tốt, đương nhiên không thể dễ dàng tha cho bọn chúng được. Lục, Lục Kun, chúng tôi, chúng tôi không có tiền. Ioki Đại cười khổ lắc đầu. Thực sự không có tiền sao? Lục Trần vừa nói vừa chơi đùa với khẩu súng trong tay. Anh mở băng đạn ra thấy vẫn còn hai viên, sau đó lại đóng lại. Có phải các anh nghĩ tôi không dám giết các anh không? Lục Trần lên nòng súng, miệng súng nhắm thẳng vào Ioki Đại Kawa. Yuki Đại Kawa run rẩy trong lòng. Hắn ta cũng muốn nghi ngờ Lục Trần không dám nổ súng. Nhưng hắn không dám. Lục, Lục Cun, trên người hai chúng tôi cộng lại chỉ có 10 triệu nhân dân tệ, mong anh tha mạng. Yuki Đại Kawa và đồng nghiệp của hắn sợ đến nỗi mặt mày tái mét vội vàng hành lễ xin Lục Trần tha mạng. Lục Trần ép bọn họ cược, rõ ràng là muốn lừa bọn họ, bọn họ không thể nào không nôn hết tiền ra được, nếu không Lục Trần nổ súng. Đừng nói là về đông doanh, có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không còn chưa biết được. 10 triệu à, cũng được, vậy đi đi, đi đổi phỉnh đi, tôi muốn đổi sang nhân dân tệ. Lục Trần gật đầu, đứng dậy bắt Iuki Đại Kawa và Vương chân đi theo anh ra ngoài, mọi người vội vàng đi theo đến quầy lễ tân của sòng bạc đổi phỉnh. Hai người yêu kỳ đại Kawa góp đồ 10 triệu phỉnh đưa cho Lục Trần, Vương chân đưa 9 triệu. Mặc dù Lục Trần chẳng cần gì đến chỗ tiền còn con đó, nhưng đó là bài học dành cho đám người yêu kỳ đại Kawa, anh nhất định phải lấy. Hơn nữa, 10 triệu cũng không phải con số nhỏ. Thấy Lục Trần đùa giỡn mọi người trong tay, Tiêu Từ Hinh thở dài. Cô ra biết Lục Trần rất mạnh, nếu không người thừa kế Tiêu ra Tiêu An nghi sẽ không chết trong tay Lục Trần. Không sai. Cô ta chính là người của tiêu gia, nhận lệnh đến ám sát lục trần. Nói chính xác hơn, thì cô ta là con nuôi của tiêu gia, là tử sĩ mà tiêu gia nuôi dưỡng. Nếu như cô ta không giết được lục trần, theo như hiểu biết của cô về sư phụ cô, sau khi trở về chắc chắn sẽ bị sư phụ xử chết. Tiêu gia có hai bạo chúa, một người là tiêu biệt tình, cay độc vô tình; một người nữa là sư phụ cô an như ý, là mẹ của tiêu an nghi, cũng cay độc vô tình. Tiên sinh, xin hỏi anh định chuyển vào ngân hàng nào ạ? Nhân viên lễ tân bất ngờ nhìn mấy người vương chân. Sau đó nói với Lục Trần. Ở đây có rất nhiều ông chủ đều hai cược trên trăm triệu một trăm triệu một. Lục Trần chỉ đổi có 19 triệu. Nhân viên lễ tân không chớp mắt. Đưa cô ấy số tài khoản chính thức của quỹ đi. Lục Trần nhìn Trần Sơ Nhiên nói. Mấy món tiền bất chính này, anh đều đem quyên cho quỹ bóng đá hết. Được, Trần Sơ Nhiên gật đầu, rồi đưa số tài khoản cho nhân viên lễ tân. Cô ta biết Lục Trần không thiếu chỗ tiền ít ỏi này đương nhiên sẽ không do dự. Hiệu suất làm việc của nhân viên ở đây cũng rất cao, chỉ vài phút đã chuyển tiền xong, sau đó ba người đi ra khỏi sòng bạc. Vương Cun, 9 triệu của anh chúng tôi sẽ bù lại cho anh. Đợi ba người lục trần đi khỏi, Iuki Đại ca hành lễ với Vương Trân. Vậy làm phiền Iuki Đại Cun rồi. Vương Trân gật đầu, sắc mặt khá hơn chút. Hắn ta biết thân phận của Iuki Đại Kawa. Mặc dù chỉ là một nhánh nhỏ của gia tộc Iuki Đại, nhưng có rất nhiều sản nghiệp, Gia tộc Yuki Đại ở Đông Doanh cũng là một tập đoàn tài chính đứng gần top 15, thật sự rất khủng bố. Yuki Đại gật đầu, rồi lấy điện thoại ra gọi điện về cho gia tộc. Lục Trần lừa mất 10 triệu nhân dân tệ của hắn, hắn nhất định phải bắt Lục Trần nôn ra gấp đôi thậm chí gấp nhiều lần hơn thế. Mặc dù Lục Trần có hơi biến thái, nhưng hắn tin vào thực lực của gia tộc kỳ Đại, đợi bọn họ đến Đông Doanh, thì đừng mong quay trở về nữa. Mặc dù nước Đông Doanh chỉ là một quốc đảo được tạo thành từ vô số hòn đảo nhỏ, nhưng kinh tế quốc nội của họ lại vô cùng phát triển, từ những năm 80-90 lại càng cực kỳ hưng thịnh, vượt xa một vài con phố của Hoa Hạ. Tuy nhiên những năm gần đây Hoa Hạ phát triển mạnh mẽ, bất kể là kinh tế, quân sự hay địa vị quốc tế, từ lâu đã bỏ xa mấy con phố của Đông Doanh. Cho dù như vậy, là một quốc gia có kinh tế phát triển nổi tiếng xưa nay, thành phố xin trà của Đông Doanh bất luận là môi trường hay kiến trúc thành phố đều tốt hơn nhiều so với những thành phố cùng cấp khác của Hoa Hạ. Đặc biệt là vệ sinh môi trường lục trần đều không khỏi gật đầu hai bên đường phố được trồng những loại cây cảnh xếp hàng dài trên đường không thấy lá dơ dụng chỉ thấy những bụi hoa hương bồ trải dài đi trên đường mang đến cho người ta một loại cảm giác thoải mái ba người bước xuống du thuyền dựa vào mối quan hệ với trần sơ nhiên cộng thêm tiêu tử hình rất biết cách nói chuyện dĩ nhiên cô ta đã trở thành bạn với trần sơ nhiên trần sơ nhiên cũng không nghi ngờ tiêu tử hình có mục đích gì cô cảm thấy nói chuyện với tiêu tử hình rất thoải mái nhất là sau khi biết tiêu tử hình cũng thích luyện võ trần sơ nhiên càng muốn ở chung phòng với tiêu tử hình vừa hay với mục đích của tiêu tử hình sau khi xuống du thuyền cô ta sẽ ở cùng hai người họ lục trần đoán được tiêu tử hình rất có khả năng đến đây để giết anh nhưng nhìn thấy trần sơ nhiên nói chuyện với cô ta anh tạm thời không quản câu nữa dù sao cũng phải tìm cơ hội chờ tiêu tử hình bị vạch trần anh cũng không cần đoán nếu tiêu tử hình dùng tên thật thì có lẽ là do nhà họ tiêu phái đến Trước tiên chúng ta tìm một khách sạn để ở đi." Trần Sương Nhiên đề nghị. "Bọn họ không đi Tokyo mà là đến Xin Trà, bởi vì nhà máy chế tạo người máy lớn nhất của Đông Doanh là ở Xin Trà. Lục Trần dự định thu mua xưởng sản xuất người máy này, lợi dụng con đường của Đông Doanh, dùng công nghệ di kỳ thúc đẩy người máy có trí tuệ và năng lực phát triển toàn diện ở Đông Doanh. Đến lúc đó lại mở thêm xưởng chi nhánh, tự chủ sản xuất động cơ đa năng, như vậy có thể tránh né được sự ngăn cấm của một vài chính trị gia nào đó ở Đông Doanh." Bây giờ đông doanh và đế quốc mở mặc dù có những ông lớn muốn ngăn chặn công nghệ di kỳ, nhưng vẫn chưa xác định rõ ràng, cũng không phải tất cả mọi người đều đồng ý. Vì thế Lục Trần lợi dụng cách này thì có thể hóa giải toàn diện trở ngại bị ngăn cấm. Không cần đâu, bọn họ đã đến rồi." Lục Trần lắc đầu nói. "Bọn họ?" Ai cơ? Trần Sư Nhiên khó hiểu hỏi. Người đến gây sự. Ánh mắt Lục Trần bình tĩnh nhìn về nơi cách đó không xa, hai cô gái cũng nhìn theo ánh mắt của anh thấy hai ba mươi người đông doanh đang vây quanh họ bên hông mỗi người đều phình lên trông có vẻ như đang cất giấu dao gậy và những vũ khí khác lục trần cun chúng ta lại gặp nhau rồi iuki đại kagawa đi ra từ trong đám người trên mặt nở nụ cười nhìn lục trần hai thanh niên phía sau hắn lại không chút kiêng rẻ, chăm chú quan sát trần sơ nhiên và tiêu tử hình khi nhìn thấy iuki đại kagawa cuối cùng trần sơ nhiên và tiêu tử hình mới biết đã xảy ra chuyện gì Ioki Đại Kawa đang muốn lấy lại thể diện, suy cho cùng tối qua Lục Trần đã bắt chẹt lấy đi 10 triệu tệ của bọn họ. Hai người hơi lo lắng. Dù sao ở đây cũng là đông doanh, là địa bàn của Ioki Đại Kawa. Mặc dù họ biết Lục Trần rất lợi hại, nhưng đây là quốc gia của người ta. Dông mạnh khó thắng được rắn địa phương. Chính là đạo lý này. Sao, anh có tiền chưa? Lục Trần cười như không cười nhìn Ioki Đại Kawa. Lục Trần cun thật biết nói đùa. Tôi đường đường là con cháu của gia tộc Iuki đại, còn là một người nắm trong tay nửa thế lực ở Xin trà. Lục Trần Cun cảm thấy tôi sẽ coi trọng 10 triệu này lắm sao? Ha ha, chỉ cần các người đi với chúng tôi một chuyến, tôi cho anh mấy chục triệu nữa cũng chẳng sao. Iuki đại Kawa cười nói, về đến địa bàn của hắn, hắn liền có sức mạnh. Vậy à? Vậy nếu tôi không đi cùng anh thì sao? Lục Trần cười hờ hững nói. Không đi cùng tôi ư? Ha ha, e rằng hôm nay không thể thuận theo các người rồi. Yuki Đại Kawa cũng cười, ánh mắt không kiêng nề liếc nhìn hai người Trần Sơ Nhiên và Tiêu Tử Hinh. Mục đích ban đầu của bọn họ chính là Trần Sơ Nhiên và Tiêu Tử Hinh, không ngờ vừa rời mắt, lại bị Lục Trần lừa mất 10 triệu tệ. Lúc này hai thanh niên phía sau Yuki Đại Kawa cũng bật cười không chút kiêng dè, trong ánh mắt bọn họ nhìn hai người Trần Sơ Nhiên và Tiêu Tử Hinh chứa đầy ác ý dâm dục. Nhìn đối phương cứ chi trái tiếng đông doanh, Lục Trần quay sang nhìn Trần Sơ Nhiên, vì Trần Sơ Nhiên nghe hiểu được tiếng đông doanh chúng nói gì vậy? Lục Trần hỏi. Trong lòng Trần Sơ Nhiên đầy tức giận, sắc mặt hơi khó coi, nghe Lục Trần hỏi lại lắc đầu ngượng ngùng. Lục Trần cun, cool. hay là để tôi nói với anh? Tôi vừa mở một công ty điện ảnh, chuyên quay các loại phim G.A.V. ngắn. Bọn họ nói hai cô gái xinh đẹp này. Nếu đi quay phim chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp thế giới. Yuki Đại Kawa cười nhìn Lục Trần. Lục Trần nhớn mày, thầm nghĩ thì ra là vậy. Khó trách sắc mặt Trần Sơ Nhiên lại khó coi thế anh muốn mời họ đóng phim. E rằng cả gia tộc yêu kỳ đại các anh cũng không mời nổi. Lục Trần châm biếm nói. Anh có nghe nói về gia tộc yêu kỳ đại, Nghe đâu tài lực đứng top 12 ở Đông Doanh, đối với Lục Trần mà nói. Tinh tế mấy năm nay của cả Đông Doanh đều lộ rõ xu hướng đỉnh trệ, ngoại trừ hai ba tài phiệt đứng đầu. Những người khác đều không đáng lo ngại. Chủ yếu là mấy tài phiệt đứng đầu kia có quan hệ mật thiết phức tạp với chính phủ Đông Doanh, không dễ động vào họ. Còn về tài phiệt khác, anh căn bản không để tâm. Nghe Lục Trần nói vậy, gương mặt của hai người Trần Sơ Nhiên và Tiêu Tử Hinh ửng đỏ, nhất là Trần Sơ Nhiên, càng hung hăng trừng mắt với Lục Trần. Không, 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 anh sai rồi, chỉ cần các người rơi vào tay tôi thì sao tôi phải bỏ tiền chứ? Yuki Đại Kawa cười giễu cợt. Hắn bật cười vẫy tay, lập tức, đám người vạm vỡ sau lưng hắn liền vây quanh ba người họ. Đáng tiếc ba người Lục Trần cũng không quan tâm. Nhãi danh nghe nói mày dám dọa đại ca của bọn tao mày chán sống rồi à một tên to con đến gần lục trần giơ tay muốn đánh lục trần lục trần cười khẩy một tay khống chế cổ tay đối phương sau đó dùng lực bẻ răng rắc âm thanh xương tay dạn nứt vang lên tên to con kia hét lên thảm thiết ôm lấy cổ tay quỳ xuống đất với lực cổ tay của lục trần bè gầy xương tay của đối phương căn bản không tốn sức ra sức đánh cho tao sắc mặt yoki đại kawa u ám lớn tiếng quát lên hắn không ngờ lục trần lại dám đánh trả trên địa bàn của mình những người khác thấy vậy lần lượt rút ra phay gậy thép sau lưng ra giáng về phía lục trần không ai để ý đến trần sơ nhiên và tiêu tử hình nhưng người của yoki đại kawa không quản trần sơ nhiên cô lại không nhàn rỗi cô tiến lên cước đoạt lấy gậy thép trong tay một tên vạm vỡ đập gậy thép vào chân của hắn cô không ra tay tàn nhẫn như lục trần mỗi một đòn đều đánh lên lưng hoặc chân của đối phương tiêu từ hinh hơi do dự nhưng cô suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng tham gia vào trận chiến cả ba đều là người luyện võ khoảng 30 tên đần độn của iuki đại kawa ở trước mặt họ hoàn toàn đều là đồ vô dụng chỉ trong vài phút đã bị ba người họ đánh bại thấy cảnh tượng này sắc mặt iuki đại kawa và hai thanh niên kia vô cùng khó coi nhìn lục chân đi về phía bọn họ hai chân ba người bắt đầu run lẩy bẩy iuki đại kawa biết lục trần rất mạnh Hắn đánh giá cao sức chiến đấu của Lục Trần, cho nên đã gọi hơn 30 tên đàn em qua đây, trong tay còn đem theo vũ khí. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng Lục Trần có mạnh đến đâu thì chắc chắn anh cũng sẽ bị đánh cho tươi tà trước mặt nhiều người như vậy. Nhưng không ngờ lại có kết quả thế này. Hơn 30 đàn em của hắn đều bị người ta đánh cho tươi bời trong phút chốc. Điều làm hắn run sợ hơn là bất luận trần sơ nhiên hay tiêu tử hình. Hai mỹ nhân hoa hạ mà hắn luôn để ý cũng có sức chiến đấu năng tảng, một gậy thép vung xuống tên đàn em của hắn liền nằm xuống không thể gượng dậy tuy không đánh tàn nhẫn như lục trần nhưng đây là hai người phụ nữ đầu tiên mà hắn gặp lại hung hãn đến mức này anh anh muốn thế nào thấy lục trần bước đến ioki đại kawa nhất thời hoảng loạn tôi cảnh cáo anh ở đây là đông doanh của chúng tôi không phải hoa hạ nếu như anh dám động vào tôi anh có tin tôi sẽ khiến anh không thể quay về hoa hạ không ioki đại kawa miễn cưỡng tăng thêm lòng can đảm nói lời uy hiếp thật sao vậy tôi xem phải làm sao để tôi không thể về hoa hạ Khóe miệng lục trần nhếch lên giễu cợt nâng đầu gối lên lập tức đá vào ngực của iuki đại kawa đương nhiên đầu gối của lục trần không thật sự đá trúng vào ngực của iuki đại kawa nếu không cố đánh này đã có thể lấy mạng của hắn lục trần chỉ muốn đá vào bụng dưới của hắn ngay lập tức iuki đại kawa rên rỉ một tiếng cơ thể cuộn tròn ôm bụng một lúc lâu không phát ra câu nói nào hai thanh niên kia thấy vậy liền dùng tiếng đông doanh chửi rủa rồi chạy đi. Lục Trần không quan tâm bọn chúng, mà ngồi xuống nhìn Yuki Đại Kawa, lạnh lùng nói, đây là lần cuối cùng, lần sau còn dám chọc tức tôi, tôi sẽ cho anh xuống địa ngục. Nói xong cũng không quan tâm Iuki Đại Kawa phản ứng ra sao. Anh bước ngang qua hắn đi thẳng về phía trước. Trần Sơ Nhiên và Tiêu Tử Hinh cũng theo sau. Chẳng bao lâu bọn họ tìm thấy một khách sạn năm sao, họ ở lại trong khách sạn trước, Tiêu Từ Hinh vẫn chưa thể hiện ý định giết người của mình, Lục Trần cũng không quan tâm đến cô ta. Tiếp theo, anh để Trần Sơ Nhiên đi điều tra tình hình của tập đoàn OTC. Tập đoàn OTC chính là nhà máy sản xuất người máy thông minh lớn nhất ở Đông Doanh. Trước khi hàng loạt người máy thông minh y quy ra mắt, người máy thông minh của OTC đã đứng đầu trong số các nhà sản xuất người máy thông minh trên thế giới, người máy thông minh mà họ phát triển giống y như thật. Đứng trước loạt người máy thông minh y quy, giống như phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn mà thôi. Công nghệ của người máy thông minh IQ rất tân tiến và hoàn thiện, giá thành chỉ khoảng 1.000 tệ. Sau khi sản xuất đồng bộ thì giá thành sẽ thấp hơn, chỉ cần khoảng 700 tệ là đủ, chi phí này chưa bằng 1 phần 10 của OTC. Cho nên khi loạt người máy thông minh ra mắt, đơn giản chính là cơn ác mộng của các công ty trí tuệ toàn thế giới. Đến lúc đó họ phải đối mặt với vận mệnh thay đổi nghề nghiệp, hoặc bị người khác thu mua. Bởi vì hệ thống công nghệ thông minh IQ dẫn đầu bọn họ đến hai hoặc ba thế hệ họ chắc chắn không có cơ hội đạt đến trình độ đó trong khoảng thời gian ngắn. Đây là nguyên nhân Lục Trần có lòng tin thu mua được OTC. Trong bữa tối, Trần Sư Nhiên cuối cùng đã điều tra được tình hình của OTC, cũng liên lạc được với bọn họ, nói rằng ngày mai cô và Lục Trần đến thăm OTC. Tuy nhiên điều khiến Lục Trần không ngờ, OTC là một trong những sản nghiệp của gia tộc Yêu Kỳ Đại. Chuyện này thú vị đây. Cô điều tra xem Yêu Kỳ Đại Kawa có địa vị gì ở gia tộc Yêu Kỳ Đại. Lục Trần nói. Yuki Đại Kawa và anh cũng coi như kết thù kết gán với nhau. Nếu như địa vị của hắn ở gia tộc Yuki Đại cao, vậy thì gia tộc Yuki Đại có thể sẽ không hợp tác với anh. Không cần nói đến việc để anh thu mua OTC. Tuy gia tộc Yuki Đại không ra gì, nhưng họ có thể từ bỏ người máy thông minh. Gia tộc Yuki Đại là tài phiệt số một ở Xin Trà, liên quan đến không ít sản nghiệp. Người máy thông minh chỉ là một trong số những hạng mục của họ, cho nên lo lắng của Lục Trần cũng không ngoại lệ. Công nghệ Di Kỳ hiện giờ muốn tránh bị xử phạt ở Đông Doanh, cách tốt nhất là thu mua công ty, lợi dụng con đường của nước họ ra mắt sản phẩm. Đợi sản phẩm kỹ thuật tân tiến của công nghệ Di Kỳ thâm nhập vào lòng dân nước họ, chính phủ muốn xử phạt cũng khó khăn. Chính phủ có thể không sử dụng, nhưng họ không thể ngăn cản dân chúng sử dụng. Được, Trần Sơ Nhiên gật đầu. Đúng rồi, Tiêu Tử Hinh đâu? Không nhìn thấy Tiêu Tử Hinh, Lục Trần hỏi một cách hiếu kỳ. Cô ấy nói hôm nay đi ra ngoài dạo chơi? Vốn dĩ gọi tôi đi cùng, nhưng tôi không có thời gian nên không đi cùng cô ấy." Trần Sơ Nhiên nói không chút do dự. Đến bây giờ cô vẫn chưa phát hiện Tiêu Tử Hinh có gì khác thường, ngược lại còn xây dựng tình bạn với cô ta. Lục Trần gật đầu, không nói gì cả. Dù sao mục đích của Tiêu Tử Hinh là anh, anh tin trực giác của mình, nhưng trước khi tiểu Tử Hinh lộ ra bộ mặt thật, Lục Trần cũng lười không ép cô ta lộ nguyên hình. Anh lấy điện thoại gọi điện cho Từ Kinh, bảo cậu ta đưa vài người đến xin trà anh nghĩ chuyến này đến xin trả không hề dễ. Nhất là này sinh mâu thuẫn với Uki Đại Kawa, sau này gia tộc Uki Đại chắc chắn sẽ không hợp tác với anh một cách dễ dàng. Nếu như gia tộc Uki Đại không hợp tác với chúng ta, anh dự tính thế nào? Trần sơ Nhiên hỏi. Lục Trần cân nhắc nói, nếu như bọn họ không muốn hợp tác với chúng ta, vậy thì đi đảo Kyushu. Xí nghiệp sản xuất người máy thông minh lớn thứ hai của Đông Doanh ở đảo Kyushu, thu mua công ty ở đó cũng được. Ừ bố của tôi trước đây cũng dự tính thu mua một công ty ở đó nhưng cuối cùng không đàm phán nữa chính phủ bên này không có thiện ý với người hoa hạ chúng ta trần sơn nhiên gật đầu nói bình thường người hoa hạ chúng ta cũng không có thiện cảm lắm với người đông doanh rất nhiều người cũng phản đối tẩy chay sản phẩm của đông doanh nhưng chất lượng sản phẩm tốt cho nên rất nhiều người vừa chửi người đông doanh vừa dùng sản phẩm của họ tuy nhiên tình hình như vậy sau này sẽ không xảy ra nữa lục trần cười nói bất luận là xe của đông doanh hay là các sản phẩm điện tử khác trước đây thị trường ở hoa hạ cũng rất lớn nhưng anh tin cuộc diện này trong tương lai 1-2 năm sau sẽ hoàn toàn thay đổi sau này bất luận là thị trường hoa hạ hay là thị trường đông doanh thậm chí toàn thế giới tất cả đều sẽ được công nghệ di kỳ nắm trong lòng bàn tay về vấn đề này lục trần có niềm tin tuyệt đối vì anh có công nghệ dẫn đầu tiên tiến anh xem tin tức đi trần sương nhiên đột nhiên chỉ tay vào màn hình tv trên tường của nhà hàng lục trần ngầm đầu nhìn một nữ biên tập viên đang báo cáo điều gì đó với vẻ mặt nghiêm túc, anh không nghe hiểu một câu nào. Nhưng ngay sau đó màn hình thay đổi sang hình ảnh vụ cháy nổ thảm khốc, rất nhiều thi thể của người đông doanh máu thịt bê bết, rất đáng sợ. Chuyện gì thế này? Lục Trần hỏi. Một tiếng trước, một công ty sinh vật bí ẩn ở đảo Kyushu đột nhiên phát nổ, cướp đi sinh mạng của hàng trăm người, nguyên nhân cụ thể của vụ nổ trước mắt vẫn chưa rõ. Trần Sư Nhiên phiên dịch. Lục Trần gật đầu đột nhiên phát hiện vài hình ảnh lướt qua trên màn hình hơi bất thường những thi thể đó không phải do nổ bị thương tuy thời gian thay đổi hình ảnh rất nhanh nhưng lục trần vẫn nhìn ra da của những thi thể đó có vấn đề rất lớn giống như bị thứ đồ gì đó trực tiếp đổ lên làm cho da rẻ biến dạng trông rất đáng sợ